Chiếc iPhone 14 Pro Max bằng vàng nguyên khối, phiên bản đặc biệt mới vừa hoàn thiện của Kỳ Lân Luxury. Anh đây. Ngoài những phiên bản iPhone 14 vàng nguyên khối của mình trước đó thì mình có một phiên bản nào đặc biệt hơn nữa không anh? Con bé này nè, thấy anh cầm điện thoại iPhone 14 đặc biệt vậy nè, cái hỏi anh luôn vậy đó. Đây, anh đang cầm luôn đây. Đây là cái điện thoại iPhone 14 Pro Max mà full vàng. Nhưng phiên bản này khác với một phiên bản đặc biệt khác, là phiên bản kia là full lưng là bằng vàng luôn và thiết kế logo theo yêu cầu của khách. Thì đối với phiên bản này nhẹ hơn và giá tiền thấp hơn, thì sẽ khác hơn đó chính là phần lưng này, thay vì là mình làm full vàng luôn thì ở đây Kỳ Lân mình làm bằng da cá Himalaya, cá sấu Bạch Tạng. Em thấy sao? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trả lời đẹp. Dạ rất đó. Là đẹp. Bởi vì đương nhiên nó đẹp nên em phải trả lời đẹp đúng không? Và tất cả mọi người đang xem, nếu đẹp thì cho một cái comment là đẹp giùm em nha. Rồi, và đẹp và nhẹ hơn thì đây là mình làm theo bản gốc, tức là tất cả những phần chi tiết này nè, những cái phần kim loại khác này thì tất cả Kỳ Lân đã thay thế hoàn toàn là bằng vàng nguyên khối AL750, và chỗ phần lưng Kỳ Lân loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là phần da cá sấu Himalaya, cá sấu Bạch Tạng. Da cá sấu Bạch Tạng là quý lắm đúng không anh? Đúng rồi em, đây là da cá mình nhập từ cái công ty chuyên thuộc da lớn ở trên thế giới này, mà những công ty thuộc da này là chuyên cung cấp da cho Hermès và LV đó em. Với lại cái logo quả táo nè, em thấy không? Đây là quả táo bị cắn, quả táo khuyết quen thuộc đúng không? Thì mình làm nguyên, mình chạy nguyên miếng quả táo luôn bằng vàng và mình kết nối vào phần da này. Ở phần cụm camera này thì mình cũng thay thế hoàn toàn chất liệu kia bằng vàng nguyên khối luôn, và đính kim cương ba cái vòng tròn camera. Ở bên hông các nút bấm thì Kỳ Lân mình đã thay thế luôn cũng bằng vàng và mình đính kim cương luôn. Giá thành của chiếc điện thoại này bao nhiêu vậy anh? Cái này hiện tại là trên 200 triệu em nhé. Và cái full bạc lưng á là làm được thiết kế riêng và mình có thiết kế cả logo cho khách luôn, mình làm rất là chi tiết, rất là cầu kỳ. Tuy nhiên mình cũng có những phiên bản là mặt lưng full vàng trơn luôn, hoặc là ví dụ như quý khách muốn cái ý tưởng gì, cái yêu cầu gì thì nói với Kỳ Lân mình và mình sẽ thực hiện thiết kế và custom làm sao để hoàn thiện nhất, đặc biệt là những quý khách thích những cái bản mà độc bản limited chỉ dành riêng cho mình thôi, để hiện sự cá nhân hóa của mình, sự thể hiện được cái logo riêng của mình hoặc là cái thương hiệu của công ty, thì hãy tất cả những ý tưởng đó. Vậy thì tất cả những ý tưởng đó hãy đến với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân thực hiện sản phẩm hoàn thiện, hoàn hảo và hoàn chỉnh như vậy. Nhưng mà nếu lỡ em không muốn để da cá sấu, em có thể thay thành một loại chất liệu da khác được không anh? Tất cả các loại da mà có trên thị trường của các hãng mà chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn thì mình thay được hết. Muốn màu da gì cũng được, các công ty thuộc da có da gì thì mình làm da đó. Và đồng thời nếu như không thích làm da thì mình làm full vàng cũng được, full vàng trơn, full vàng có quả táo, full vàng có họa tiết, con giáp hoặc là bất kỳ cái gì trên này, hoặc là thành chân dung. Đối với điện thoại vàng khối như thế này thì mình không có dùng ốp lưng được, vậy thì mình có bao da cho nó không anh? Nếu như mà mình bảo vệ máy tốt hơn thì mình sẽ thực hiện một cái gọi là cái ví cầm tay giống vậy nè. Da lưng màu gì thì mình sẽ may, Kỳ Lân sẽ may cái bao da, cái ví cầm tay này màu đó. Cái này có chức năng là nhiều chức năng luôn. Đây, khi bình thường nó là một cái ví đựng được điện thoại, và bên đây mình đựng được giấy tờ, và bên kia thì mình sẽ đựng được giấy tờ, tiền. Hai ngăn này và những cái ngăn nhỏ này đựng thẻ căn cước công dân, ATM, vân vân, những giấy tờ nhỏ. Và mình có thể sử dụng được cây bút nhét vào đây. Có nghĩa rằng là tất cả những cái gì quan trọng nhất để mà làm việc, từ điện thoại nè, bút nè, thẻ, giấy tờ, tiền, tất cả của một cái công dân của một người sử dụng thì nó sẽ nằm hết vào đây. Mà thường thì Kỳ Lân hay bị quên, nhiều lúc đi ra ngoài vội và không chuẩn bị thì
lúc thì quên điện thoại, lúc thì quên đem tiền, lúc quên đem thẻ, lúc thì không có cái bút, không đem theo. Nhưng mà tất cả mình đưa gọn vào đây hết rồi thì đi đâu mình chỉ việc cầm một cái này thôi là hoàn thiện hết. Và cái ví cầm tay này của Kỳ Lăng Mai thì có chức năng là nhiều chức năng trong một, phục vụ tất cả điều đó. Cộng với đồng thời cái logo Vương Miện ở đây của Kỳ Lăng là bằng vàng nguyên khối luôn. Và bên trong cái logo Vương Miện này có 3 viên kim cương vuông, 3 viên kim cương hoặc tròn vuông mà nằm bên trong cái logo Vương Miện. Và chất liệu tạo nên cái logo này đó chính là vàng nguyên khối L750. Nếu như mà hầu như đa số những người dùng chiếc điện thoại iPhone này thì hầu như là đi ô tô và làm việc trong văn phòng hoặc là những cái nơi sang trọng thì thường mình sẽ cầm trong, bỏ trong cái ví cầm tay như vậy rất là hợp lý để bảo vệ tuyệt đối điện thoại mình, mà cầm vậy rất là sang. Đồng thời là tất cả những cái chức năng dùng cho công việc thì sẽ có trong này. Và khi đến nơi làm việc, đến quán cà phê, đến văn phòng, phòng họp và những cái cuộc giao tiếp ở trong những cái không gian sang trọng thì chúng ta cầm theo cái ví như vậy, cái ví cầm tay như thế này thì rất là sang và lịch sự. Ví dụ như bây giờ đến phòng họp, thường thì khi mình đi, mình di chuyển thì mình sẽ để điện thoại trong đây và mình cầm đi như thế này, tất cả những cái vật dụng cần thiết là ở trong này. Nhưng đến nơi đặt điện thoại lên như thế này để tiện trong khi có cần làm việc hoặc là có người gọi đến hoặc là có tin nhắn đến thì mình sẽ là người lấy ra, mình sử dụng xong mình lại up lên này tiếp, rất là gọn. Và đồng thời cái điện thoại iPhone bằng vàng nguyên khối này cũng là món trang sức và tạo cho không gian chỗ mình ngồi, chỗ mình làm việc trở nên sang trọng hơn. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.